mình là Mila và thú cưng ma thuật Morpho của mình có thể biến hình thành bất cứ thứ gì mình muốn. Các cô đây rồi, như các cô yêu cầu rất rất nhiều robot đây. Tuyệt vời! Ta rất vui khi các cô thích những con robot, nhưng ta muốn hỏi tại sao các cô lại cần tất cả đống này. Không có gì đâu giáo sư, và xin cứ làm thêm nhiều con giúp chúng tôi nha. Mila, tôi muốn lấy lại xe đồ chơi. Xe đồ chơi? Tớ không giữ nó, Troy à. Cậu có mà, tớ thấy cậu lấy nó. Nếu cậu không trả thì tớ sẽ mét ba của cậu đó. Mila không giữ xe đồ chơi. Được thôi, cứ giữ đi. Troy, đợi đã. Cháu đây rồi Mila. Ta đang trên đường tới một cuộc hẹn quan trọng mà cháu lại ném bùm vào người ta là sao hả? Nhưng mà cháu có làm vậy đâu. Bây giờ ta phải về thay đồ, nhưng chuyện còn chưa xong với cô đâu cậu bé ạ. Kỳ quặc thật Morpho. Chúng ta phải tìm hiểu xem đây là chuyện gì. Biến hình thành máy bay trực thăng đi. Morpho, nhìn kia. Chắn là robot. Đuổi theo nó, Morpho. Biến thành nam châm. Hãy đưa nó vào tù. Cảnh sát Freeze sẽ biết cách xử lý. Chú cảnh sát Freeze, chúng cháu vừa bắt được robot mạo danh. Ý cháu là giống vậy đi hả? Dạ. Cái gì? Có bao nhiêu con vậy? Giáo sư, chúng tôi đang cần thêm nhiều robot. Tôi đang làm nhanh nhất có thể đây. Chắc chắn là robot đi hướng này. Kia nữa, nhiều mây la quá. Hả? Đi lấy kem cho bọn ta đi. Khiển đó Morpho. Tớ có ý này, đi theo tớ. Nhìn kìa Morpho. Morpho. Morpho, Morpho. Bắt lấy nó. Ngươi đi đâu vậy robot nhỏ? Cái gì? À. Tất cả robot bắt lấy bọn cướp. Cướp, cướp, cướp. Thì ra là người đứng sau mọi chuyện. Ở đây chật chội quá Stan ơi. Xích ra đi đồ robot. Game.